Ngự giao ký. Tiêu Thuận Nghiêu nuôi địch đệ nhật ba từ bé, lớn lên lại bị Nhậm Gia Luân cướp mất. Lưu Học Nghĩa, Tiêu Thuận Nghiêu của Ngự giao ký cũng phải nuôi vợ người ta từ bé. Mới đây Ngự giao ký Kháp tự của Nhân Quy đã chính thức lên sóng tiếp nối phần 1. Ngay tập mở đầu, bộ phim này đã khiến khán giả khóc hết nước mắt với những màn ngược nhau tơi tả của Kỷ Vân Hòa, địch đệ nhật ba và trường ý Nhậm Gia Luân. Sức khỏe suy yếu nghiêm trọng, khán giả cho rằng Kỷ Vân Hòa sẽ không trụ được lâu nữa. Mới đây Ngự giao ký Kháp tự của Nhân Quy đã được phía nhà đài tung ra. Trong đoạn trailer, khán giả đã phát hiện ra rất nhiều tình tiết thú vị. Theo đó, sau này vì yếu quá nên Kỷ Vân Hòa đã ra đi mãi mãi, khiến không chỉ Trường Ý mà cả Lâm Hạo Thanh cũng đau khổ khôn nguôi. Trong khi Trường Ý chìm vào men say thì Lâm Hạo Thanh lại tìm cách hồi sinh Kỷ Vân Hòa. Kỷ Vân Hòa sau khi được cứu sống đã trở về với dáng vẻ hồi nhỏ của mình. Lâm Hạo Thanh chăm sóc cho nàng rất tỉ mỉ, chu đáo ở Vạn Hoa Cốc. Trái ngược với Kỷ Vân Hòa luôn lo lắng bất an kiếp trước, sau khi sống lại, A Kỷ trở thành một cô gái ngây thơ hồn nhiên. Có thể thấy Lâm Hạo Thanh đã dồn rất nhiều tâm huyết để chăm sóc cho người tình từ bé của mình. Cũng trong đoạn trailer, Ngự giao ký Kháp tự của Nhân Quy được tung ra, có vẻ như sau này A Kỷ vẫn vướng vào lưới tình với chàng cá Trường Ý. Tuy mừng cho cặp đôi này, thế nhưng nhiều khán giả vẫn cảm thấy rất tiếc cho Lâm Hạo Thanh. Chăm sóc nàng suốt hai đời, hai kiếp cuối cùng, nàng lại thành vợ người ta. Một số khán giả còn cho rằng số phận của Lâm Hạo Thanh giống hệt Thiên Hải, Lưu Học Nghĩa trong Thiên Cổ Quyết Trần. Cùng nuôi cờ đốt từ bé, thế nhưng đến lớn nàng lại bị người khác nẫng tay trên. Tuy nhiên Lâm Hạo Thanh còn may mắn hơn Thiên Khải nhiều, bởi lẽ anh chàng không phải chăm con hộ tình địch. Một số bình luận như sau: nhìn Lâm Hạo Thanh thế này, lại nhớ Thiên Khải ghê, nuôi nữ chính từ bé nhưng cuối cùng lại bị nam chính cướp mất. Ít ra Lâm Hạo Thanh không phải nuôi con giúp Trường Ý, chứ Thiên Khải vừa phải nuôi vợ, lại còn phải nuôi con giúp Bạch Quyết kia. Nam phụ mấy năm nay lạ lắm, toàn phải làm bảo mẫu, không công cho nam chính thôi. Tuy vui cho đôi chính nhưng tôi thấy tội cho Lâm Hạo Thanh ghê, từ đầu đến giờ cũng chỉ là muốn bảo vệ Kỷ Vân Hòa thôi mà. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.